Hello, welcome back to my channel, Rainbow Story. Ok, vào game. Này, mình đã bật đèn của game này lên rồi. Ui, mình chạy được một tí. Ok, lại. Lại lần này là phải chơi lại từ màn 1. Đèn này sáng quá. Ô, thắng rồi. An. Ôi, vừa vào phát gặp ngay con Green đứng cửa này. Trang phục của mình có cái màu xanh. Nhảy. Cơ hội chúng ta có thêm 15 giây. Mình làm ăn cho trống chứ mày. Mười lăm giây. Cố lên. Ô, thắng rồi. Tiếp tục. Day 3. Nhạc hơi bé đấy. Ui, phát mấy con quái vật liền một lúc này. Còn một cái nữa anh em, cú lên. Win rồi. Cố lên, ui trời ơi. Xin được thêm 15 giây nữa. Mọi người. Rồi xong. Ua, wow, vừa vào. Lại vẫn game khác xem nào. Ô, lại về cái map này. Chạm như xin luôn. Ủa, sao nhanh thế? Plan zombie. Vào đi. Cũng còn zombie này. Brains.
phiên bản mod mình tải vì nó ghi là hack. Lên đi. Ok, vào game rồi. Bây giờ cho một cái dân đảo không, mà này không có gọi chiến binh à. Chúng ta gọi sọc xiên như này. For inner mortar. Stay behind me. I'll take care of this. For inner mortar. Gold is gold great. Is gold great. Is great. I'll take care of this. Stay behind me. For inner mortar. Stay behind me. I'll take care of this. For inner mortar. Wow. Chiến binh thì đang xếp hàng á. Từ xem bên này có ai chiến đi còn gì nữa. What, nhanh quá. Ở bên này sẽ gọi mấy con sandbot thôi. Sáng chiến đi, sáng chiến thôi. Stay behind. Gold is gold is great. For in a mortar. Rồi cho con khổng lồ ra. Và Roller Boss không phải là game level. Game kia nó trước mình chỉ ăn lúc được cái màn 4. Point.
Trời ơi, có cái nút. Xong rồi đấy. Ủa cái map đi số không? Map này quá sáng. Gợi ý à. Đấy lại với cái map này. Trông thứ hai đấy. Nó sát thương ít quá. Spider-Chan. Lên tàu rồi. Ra trận rồi. Ui đây có. Có một người ra này. Bắn. Wow, bắn rồi. Thank you.
đấu thôi. Ngay đây chạy đâu bắn tiếp ông chúng. Solo luôn. Oh my god. Máy Tom. Đây rồi, máy Tom chúng ta đây. Mày không biết nhà phát hành game có nhận ra không? Ngụy trang rất kỹ đấy. Hôm trước có một clip bị họ outfit nhận bản quyền. Đá bóng đấy, một mini game nhỏ. Còn ngoài ra game này cũng không có cái gì chơi nữa nhỉ. Đồ ăn hay sao? The alphabet. Ngoài chúng ta chơi The alphabet level 10. Ui dù một toàn chuột nick này sao thắng được. Phải thua. Ui dồi ôi, game cuối cùng đây. À chưa phải game cuối cùng. Mario Kart. Okidoki. Đẹp à? Cái màn này Rainbow Run đẹp ngất ngây con gà tây luôn. Tại sao lại đẹp thế này? Ui
ta đi qua những cái chòm ánh sáng năng lượng. Bye bye. Đây, thưa gần thì rồi. Cái mụ này đã còn hỏi làm gì đây chứ. Đã quá phải chưa? Level chúng ta chơi là level 6 này.